Hey mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Movie Vu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con đường vô cùng đẹp vừa mới xuất hiện ở Cần Giờ. Do con đường này mới được khai thác và hiện chưa có trên bản đồ nên để tìm đến con đường này cũng hơi khó, nhưng không khó đâu, vì đã có mình ở đây, mình sẽ chỉ mọi người đến con đường này. Con đường này nằm gần đảo Khỉ. Nếu mọi người đi từ Sài Gòn xuống á, nó sẽ nằm bên trái trước khi đến đảo Khỉ. Nên mọi người chú ý xíu sẽ thấy con đường hiện ra trước mắt mình. Khi bước vào con đường xuyên rừng ở Cần Giờ, mình thật sự thích thú bởi có hàng nghìn cây đước đang xen nhau tạo nên một màu xanh rất riêng, rất đặc trưng ở đây. Do gần biển nên thời tiết ở đây khá là nóng, tuy nhiên khi đứng dưới những tán cây rừng đước, mình lại cảm thấy vô cùng mát mẻ và đặc biệt được hít thở bầu không khí trong lành ở đây. Vào những mùa khô hay là mùa nắng nóng, những cây già cỗi thiếu sức sống sẽ chết đi để nhường chỗ cho những cây non xanh xoi phát triển. Theo như mình tìm hiểu thì rừng Cần Giờ có điều kiện môi trường rất đặc biệt, hệ sinh thái trung gian giữa hệ sinh thái thủy vật và hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh thái nước mặn. Rừng Cần Giờ nhận một lượng lớn phù sa từ sông Đồng Nai cùng với các đợt thủy triều lên xuống, mà hệ thực vật ở đây vô cùng phong phú, nó trở thành nguồn thức ăn và là nơi trú ngụ cho rất nhiều loài thủy sinh. Đây là khu rừng mà theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài là được khôi phục, chăm sóc và bảo vệ thuộc loại tốt nhất ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Và đây cũng là địa điểm phục vụ việc nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái. Rừng ngập mặn Cần Giờ đã trở thành lá phổi, đồng thời là quả thận giúp làm sạch không khí, cải thiện môi trường. Cái này con cũng biết làm nữa nè. Con là ở Bến Tre. Hạnh Phúc. Ngày nào bán được nhiều không chú? Mình chui cháu ơi, buôn bán mà đâu có biết trước. Lâu quá tao không được thành phố. Chú ở đâu? Ở đó, chú ở đây nè, nhà chú ở Mướn Tư, mà đó chú mua tôm chứ. Đó là biển, là gần biển mua tôm mãi nữa. Cái này là chú rửa lại nữa đúng không? Không có rửa. Nó nguyên chất. Chặt rửa chứ. Rửa rồi ngon. Rửa hết rồi, hết chất ngọt rồi. Tại này mày mày không có nghề nghiệp thì không biết chứ. Không biết lễ nó dơ chứ, mày biết lễ thì sẽ có. Nhiều chất. Nó hay nó cuốn gì lắm. Biết lễ là nó sạch bót. Có cái cây kìa. Đó. Ông ba muốn ra bắt đầu. Tôi thấy cái ngọt kìa. Ông rùi á, có ngàn ngọt có bu vô. Qua lấy phần nhang vậy, vô phần nhang. Nhang nè. Đột vô cái. Ngồi. Gió đây nó mạnh lắm. Gió mạnh lắm rồi. Nếu mọi người đã đến Cần Giờ thì hãy uống một ly dừa nước trước khi về Sài Gòn nha. Dừa nước ở đây rất là ngọt, rất là thơm ngon.
Ở đây cô chú có bán cho mọi người mang về luôn, một ký khoảng 70-80 ngàn á. Chào tạm biệt mọi người, mình là Mưa Vivu nè. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những clip sắp tới của mình. Cảm ơn mọi người.